trình được bảo trợ bởi Thời tiết oi ả đã có Pure Air. Pure Air hòa nhịp với cuộc sống. 7145379751. Kính thưa quý vị, Đại lý Thuật Sài Gòn TV chúng tôi xin hân hạnh trở lại phần thứ hai chương trình Tử Vi và Số Mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2:30 đến 3:30. Kính thưa quý vị, Tử Vi thì thật sự nó có cái tác dụng đến cuộc đời của mình rất là mãnh liệt. Chúng ta còn lại 30% mà thôi, tới 70% nó đã có những thần sát ở trong người của mình cũng như trên trời đất nó ứng vào để có những sự dẫn dụ chúng ta vào đời sống của chúng ta. Cho nên những người trẻ tuổi, nhất là những thập niên từ 18 cho tới 60 tuổi, trong khoảng thời gian đó là thời gian chúng ta đang gây dựng sự nghiệp cũng như củng cố sự nghiệp và giữ vững sự nghiệp, thì chúng ta cần biết rõ cái cuộc đời của chúng ta, những lúc lên xuống, thành công, tình cảm chúng ta như thế nào để chúng ta có một cái bước đi vững chắc hơn và củng cố lại cuộc đời chúng ta sau khi chúng ta hiểu được cái định mệnh của chúng ta sinh ra đời để làm cái công việc gì, để có cái bài học gì chúng ta cần phải làm để tạo cho cái kiếp này được thành công hơn. Đó là cái gì đó định mệnh đã sắp xếp cho chúng ta. Kính thưa quý vị, tôi xin phép được vào phần trả lời. Alo, xin chị cho biết ngày tháng giờ năm sinh lại ạ. Ngày tháng năm sinh là 30 tháng 1 1961. 30 tháng 1 1961. Vâng, thưa chị, nhằm ngày âm lịch là ngày 14 tháng 12 năm Canh Tý, tôi xin phép được giảng lá số này như sau. Kính thưa quý chị, kính thưa chị là chị người mệnh tử tham có hồng loan. Đây là người đàn bà thứ nhất mà tử tham cư mệnh, mà thân thì đóng ở cung quan lộc, vũ phá, hóa quyền. Thứ nhất nói về tâm mệnh, đây là người đàn bà tử tham cư mão, tôi gọi là hoa lạc Phật môn, người có cái tâm dễ đi đi tu lắm. Dễ đi 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 tu tu tại gia hoặc là có tâm đức về quy 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 Phật, bởi vì cái hồng loan nó chiếu cái địa kiếp, nó có cái cảnh mà cuộc đời tình cảm của mình cũng như cuộc đời vợ chồng của mình rất lo lắng cho chồng cho con, rất lo làm việc làm ăn kiếm tiền, thế nhưng cuộc đời nó không được như ý bởi vì nó là tử tham, nó có đào hoa chiếu địa kiếp, cho nên rất là buồn bã, nó không phải là một đời sống thành công mà vui chơi được. Đây nói chung cuộc đời làm việc rất là giỏi, rất là tháo vát, rất là lo lắng mọi thứ, là những người chịu khó làm việc hàng ngày, lo lắng cho chồng con, nhưng mà cuộc đời hạnh phúc của mình không có, rất là buồn, nhất là giai đoạn từ 35 tuổi tới 45 tuổi và 45 tuổi tới 55 tuổi là nói chung là từ bao nhiêu năm nay nhiều chuyện buồn tẻ lắm, chỉ mới được khoảng chừng 2 năm nay là tương đối nó an bình tí xíu thôi. Đó là cái số mệnh cuộc đời của mình như thế. Và về già thì nó buồn tẻ và nó vắng, tức là mình ở nhà mình cứ lo việc nhà, nó không có gì sinh động cả. Đó là nét chung cuộc đời mang số mệnh tử tham. Xin chào chị, chúc chị thành công. Tôi xin phép chuyển qua người kế tiếp. Alo, tôi nghe đây ạ. Dạ. Alo, tôi nghe đây ạ. Alo, chị cho biết ngày tháng năm sinh ạ. Hello. Vâng, cho biết ngày tháng giờ năm sinh. Ngày 26 tháng 4 năm 60. Ngày 26 tháng 4 năm 60. Chị cho biết là sinh lúc mấy giờ? 7:30. 7:30 là 7:30 sáng hay tối ạ? 7:30. 7:30 sáng thôi ạ. Ngày 26 tháng 4 năm 1960, nhằm ngày âm lịch là ngày 1 tháng 4 năm Canh Tý, giờ Mậu Thìn nha. Thì tôi xin phép chuyển cái lá, gửi lá số này, dịch cái lá số này cũng như là nói về cái lá số này như sau. Thứ nhất chị, nếu mà theo như cái giờ giờ Thìn đó, từ 7 giờ, tôi lấy từ 7 giờ sáng cho tới 9 giờ sáng đó, thì chị nằm trong khoảng giờ sinh đó, chị là người có cái sao nó gọi là liêm sát cư mệnh chiếu địa không. Như thế đây nói ngay cái cuộc đời của mình là cuộc đời mà phải gặp nhiều cái sự đối phó ở trong đời của mình, nhất là mệnh thổ mà đóng một cung thổ, liêm sát nó hỏa nữa, thành thử ra cuộc đời này làm cuộc đời phải nói rằng là làm việc vất vả. Nha, làm việc vất vả,
tự mình gây sự nghiệp hết tất cả các cái nha, không có ai giúp đỡ hết, tự lo lắng nhiều việc. Và cuộc đời nó là cái mệnh thiên không, mà cái cung quan lộc nó có cái đào hoa chiếu cái địa kiếp, rồi lại thêm có cái hồng loan địa kiếp nữa, cho nên người này nhất định sẽ khổ cực về đường chồng con, vợ chồng con cái, rất là mệt mỏi, mà là phải làm việc rất là cực khổ và gặp nhiều khó khăn lắm. Cuộc đời phải chờ cho đến 60 tuổi trở lên nha, 60 tuổi trở lên thì mới tạm an nhàn. Đó là cái sơ lược, cái số mệnh như thế nha, chúc chị thành công. Alo, tôi xin giải bày tử vi và số mệnh cho người kế tiếp. 28 tháng 10 1989, sinh 5 giờ 41 phút. 5 giờ 41 phút sáng hay tối à? Sáng. Rồi sáng. Ngày 28 nè, tháng 10 1989. 1989. Sáng. Và năm tức là 5 giờ năm 3 giờ tới 7 giờ, 5 giờ tới 7 giờ. Sinh ở Việt Nam hay ở đâu ạ? Ở Mỹ, giờ mẹo á. Sinh giờ mà ở Mỹ 5 giờ tới 8 giờ. Vâng, được rồi. 5 giờ sáng, 5 giờ tới 7 giờ. 5 giờ tới 7 giờ giờ Mão. Như vậy thì người này sinh vào ngày 28 tháng 10 năm 1989 dương lịch, nhằm ngày âm lịch là ngày 29 tháng 9 năm Kỷ Tỵ, giờ Tân Mão nha. Tôi xin phép được trình bày lá số người này như thế này. Người này thứ nhất, đây là cái người vô chính diệu nha, mệnh vô chính diệu, là một người mà có cái mệnh mộc đóng ở cung thổ, lại thêm có cái hóa khoa ở cung quan lộc. Đây là cái người phải nói rằng như thế này, người này tính tình thì rất khó chịu nha, bởi vì có cái hóa kỵ của linh tinh, người này rất khó chịu trong người nha. Nhưng mà người là tốt, bởi vì có văn xương văn khúc chiếu mệnh về, có hóa khoa về cho người này, phải nói rằng là học khá nha, học khá, nhưng cuộc đời nhiều cái trưng chuyên quá, ở từ 17, 18, 19, 20 tuổi đó đã gặp nhiều cái thay đổi lắm, cho nên hiện tại chưa đạt được cái cơ nghiệp gì hết nha. Người đó phải chờ cho đến 2017 nha, đến tháng 10 2017 thì người này mới qua khỏi cái đại vận phá quân ngồi không kiếp, thì người này mới tạo được cơ nghiệp. Nhớ nha, qua 2017 thì cơ nghiệp mới tạo được thành công, về sau già sẽ thành công, ở tuổi 50 tuổi trở đây sẽ thành công. Đó, sinh lược và đã số định mệnh là như thế. Tôi xin phép để chuyển qua người tiếp. Alo, xin cho biết ngày tháng giờ năm sinh ạ. Alo, tôi nghe rõ đây ạ. Alo. Kính thưa quý vị, trong cái số định mệnh của chúng ta đó thì tử vi nó đã xác định được rõ ràng rồi. Thế nhưng chúng ta còn có trí tuệ và cái trí huệ của mình nữa, để mình phối hợp với những cái kiến thức khả năng học hỏi của mình, để mình tương kế, mình tựa vào cái cuộc đời của mình, để mình tìm ra kết quả con đường đi của mình có chính xác. Cho nên biết số mệnh là một chuyện, nhưng mà chúng ta phải tận nhân lực là một chuyện nữa, để chúng ta phối hợp có kết quả tốt đẹp hơn. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình của chúng ta lại bắt đầu vào phần quảng cáo thương mại cho đài. Xin quý vị giữ nguyên trên đài, ở nguyên trên đài, chúng tôi sẽ trở lại trong một vài phút. Xin kính chào quý vị. Chương trình được bảo trợ bởi Thời tiết oi ả đã có Pure Air. Pure Air, hòa nhịp với cuộc sống. 7145379751.